trả lời một câu thôi. Rồi, Nguyên, một câu thôi em. Anh Đoàn ơi. Trả lời một câu thôi anh. Một câu thôi. Lên một câu. Ở phương này phải có kết nối gì trận đấu ngày hôm nay không? Thì đội cũng đã cố gắng hết sức rồi nên là đội cũng có một số cơ hội nhưng mà không tận dụng được. Cũng không vừa thì đội họ thì cũng khá là tốt mà mình đã cố gắng để thi đấu hết sức mình rồi. Phượng có tiếc là nếu bàn thắng mà trong hiệp 2 nếu mà Phượng có được bàn thắng đấy thì mọi thứ sẽ khác không? Thì bóng đá thì mình cũng không biết được là điều gì, nhưng mà nếu mà có bàn thắng thì em nghĩ thì đội cũng sẽ có tinh thần tốt hơn. Đây là trận cuối mình sẽ đá với Yemen, vậy thì Phượng có lời gửi giáo gắm gì đến những cầu thủ Việt Nam không, những người luôn theo dõi theo ủng hộ đội tuyển? Còn một trận cuối thì cũng như các đồng đội sẽ cố gắng hết sức mình để và làm tốt nhất có thể, và mục tiêu là 3 điểm ở cuối và mong rằng Việt sẽ cố gắng hỗ trợ cho đội bóng cũng như hỗ trợ về tinh thần để đội có một tinh thần tốt để chiến đấu được.